Kính thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, tình hình nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với cây lúa. Đối với diện tích lúa đã xuống giống đang ở giai đoạn quan trọng, nếu thiếu nước ngọt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng cuối vụ là điều khó tránh. Còn đối với những cánh đồng mới xuống giống ở giai đoạn dưới 30 ngày, với điều kiện mùa khô nước mặn như hiện nay, cây lúa sẽ không chịu nổi. Nhiều bà con nông dân sau khi sử dụng các giải pháp tiếp sức cho cây lúa không hiệu quả thì bỏ đồng, chấp nhận chịu thiệt hại. Nhiều năm qua, Trà Vinh được đầu tư cơ bản về hệ thống thủy lợi, đáp ứng tốt cho việc sản xuất của người nông dân. Cũng chính từ thuận lợi đó mà năng suất, sản lượng cũng như chất lượng nông sản ngày càng tăng cao, nhất là đối với cây lúa, cây trồng chủ lực và chiếm diện tích canh tác nhiều nhất tỉnh. Tuy nhiên, kể từ mùa khô năm 2015-2016, mặn xâm nhập bất ngờ và đi sâu vào nội đồng, làm thiệt hại rất lớn đến diện tích đất canh tác lúa cũng như nhiều loại cây ăn quả, cây màu trên địa bàn tỉnh. Đến mùa khô năm nay, mặc dù được các ngành chức năng dự báo sớm về tình hình mùa mưa kết thúc sớm, nước trên thượng nguồn đổ về ít, nước biển dâng, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng để bố trí khung lịch thời vụ phù hợp, nhưng ở một số địa phương vẫn chịu thiệt hại do nước mặn xâm nhập và thiếu nước ngọt cho sản xuất, nhất là đối với diện tích lúa đang trong giai đoạn cần nước ngọt để làm đồng, giàu gạo. Nói như vậy để thấy rằng, đặc điểm của cây lúa nước là phải đảm bảo đủ nước ngọt để sinh trưởng và phát triển. Nhưng trong điều kiện khô và mặn như hiện tại, thì về lâu, bà con nông dân cần thiết phải chủ động thay đổi lịch thời vụ, bố trí loại cây trồng phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, các loại cây trồng cần ít nước. Thậm chí, trong điều kiện không thể canh tác, bà con cũng nên mạnh dạn bỏ vụ, vì nếu cứ làm theo kiểu mai rủi, làm trong tâm trạng chờ nước ngọt mà không biết khi nào mới có nước ngọt về thì ít nhất sẽ bị lỗ vốn vì đã đầu tư giống ban đầu. Ghi nhận của chúng tôi vào ngày 21 tháng 1, tức 27 Tết, dọc theo tuyến quốc lộ 54, rất dễ nhận thấy nhiều cánh đồng lúa của bà con nông dân bị thiệt hại nặng, đặc biệt là đối với diện tích lúa sau sạ đã không chống chịu được. Bà con nông dân đành phải ngậm ngùi bỏ đồng, chấp nhận thiệt hại. Cụ thể như trường hợp của ông Trương Văn Khải ở ấp Dòng Trơm, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành. Vụ đông xuân này, ông Khải có 5 hectare sạ giống OM18 đã gần 30 ngày. Hiện tại hơn 80% diện tích mà ông Khải xuống giống đã chết. Ông chấp nhận bỏ đồng và chịu thiệt hại. 20% diện tích lúa còn lại đang trong tình trạng ngừng phát triển. Mấy ngày vừa qua, thấy vẫn còn hy vọng nên ông Khải đã thuê người dặm và xịt thuốc. Tuy nhiên, với điều kiện mặn như hiện tại, thì nguy cơ số diện tích lúa còn lại này sẽ chết theo 80% diện tích lúa đã chết trước đó. Chỉ tính riêng tiền giống, ông Khải đã mất trắng 10 triệu đồng. Vụ này thì coi như cái phần diện tích thì của tôi với của đứa con luôn, là tại vì ta cũng tôi làm luôn, là cũng khoảng trên 50 công, năm mấy công, gần 60 công á. Còn giống thì tôi xạ lại là OM18. Giá thì 5.700 ký. Thì bây giờ thì cái số nào mà mình thấy coi còn được thì mình sửa lại, còn nếu mà sửa lại mà nhắm coi không được nữa thì chắc bỏ luôn rồi. Đợt này coi như là gán lắm rồi, giờ nếu mà sửa đợt này trong vòng cỡ khoảng lúa mà giáp tháng hay hoặc ra ngoài tháng nữa mà thấy không kham thì chắc bỏ luôn, bỏ trắng tay luôn rồi đó. Cũng trong buổi sáng ngày 21 tháng 1, đoàn công tác gồm Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh, Xí nghiệp Thủy nông huyện Châu Thành, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành đo độ mặn tại kênh N37 ấp Dòng Trơm, nơi ông Khải và nhiều bà con nông dân lấy nước trực tiếp về ruộng. Độ mặn đo được tại đây là 0,78 phần ngàn. Độ mặn bên trên bề mặt ruộng là 1,3 đến 1,5 phần ngàn. Độ mặn này tuy không phải là quá cao, nhưng cây mạ sẽ chỉ cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn. Còn với tình hình mặn kéo dài như những ngày vừa qua, cây mạ sẽ không sống nổi là điều dễ hiểu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa của mùa mưa năm 2019 tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 200 đến 400 mm và khả năng dòng chảy vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Chính vì vậy, tình hình nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng và thiếu nước ngọt trong mùa khô năm 2019-2020 sẽ ở mức độ cao hơn, gay gắt hơn, đến điểm là từ tháng 1 đến tháng 3. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 28 cống đầu mối, 100 cống nội đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chịu trách nhiệm quản lý vận hành. Từ đầu mùa khô đến nay,
công ty này đã mở cống được 2 lần để dẫn nước ngọt vào nội đồng. Tuy nhiên, lượng nước lấy về là không nhiều. Thì từ đầu mùa mặn là bắt đầu tháng 12 tới giờ này, tới thời điểm này thì cung cấp nước cho nội đồng chỉ có được 2 đợt thôi. Chỉ đảm bảo cho 2 huyện của Cầu Kè với một phần của Tiểu Cần, Cần Long thôi. Chứ không có đến các giữa huyện vùng sâu như là Trà Cú giống như là Công An được. Cho mực nước ở thượng nguồn nó thấp, rồi ngay cái thời điểm này là thời điểm kiều kém nước ương, thì mà khả năng đưa nước vào nội đồng cũng không có được nhiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, mùa khô năm nay các địa phương chịu thiệt hại nặng do mặn và thiếu nước ngọt là ở huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành và một phần của huyện Càng Long. Đặc biệt đối với huyện Càng Long, có thể nói đây là địa phương có nhiều thuận lợi vì nằm ngay các cửa sông lớn, nước ngọt từ đầu nguồn về được lấy trọn. Vì vậy, trước đây, bà con nông dân không quá lo lắng vấn đề thiếu nước ngọt hay nước mặn. Nhưng năm nay, một phần diện tích của huyện Càng Long nằm ở xã Quyền Hội và Phương Thạnh vẫn bị ảnh hưởng khi cây lúa đang vào giai đoạn làm đồng. Ruộng tôi đúng ra là bữa nay được 4-5 ngày nước làm đồng rồi, mà giờ hiện nay nó khô quá, sát khô. Khô coi như là bơm cách 3 ngày, bơm 3 ngày bơm vậy đó, bơm hoài tới vậy đó. Mấy hộ xung quanh này đúng ra người ta cũng vậy hết, chứ đâu có ai có nước. Đúng là năm nay thì mình ruộng rất là khó, cho vụ này đúng ra là chưa chắc ăn nổi. Bị gì rớt đồng mà bây giờ nó khô quá, nứt đất hết. Không có nước là sao mà đây tí tổ, làm sao mà tổ có hột được. Thì tình hình nước mặn trong thời gian qua theo cái dự báo của ngành chuyên môn đó, ở ngoài các hai cái cống, cái hốp và cái lắng thé đó, hiện nay là tình hình nước mặn lên cao. Thì hai cống này đóng không có cho nước ra vào. Hiện nay tình hình sản xuất nông nghiệp của Quyền Hội thì cũng một số cái diện tích nó bị ảnh hưởng, gò cao đó. Hiện nay là cái lượng nước nó sẽ thiếu trong thời gian tới, thì nếu độ mặn cái thời gian dài thì diện tích nông nghiệp của địa bàn xã Quyền Hội sẽ bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo là nơi có diện tích trồng lúa nhiều nhất xã. Hiện tại toàn ấp có 350 hectare lúa, trong đó có trên 80% lúa bị thiệt hại hoàn toàn do mặn xâm nhập, và hiện nay bà con nông dân đã bỏ đồng. Diện tích còn lại có thể cầm cự được trong vòng 7 đến 10 ngày. Nếu không có được nguồn nước ngọt tiếp về, thì số diện tích còn lại này sẽ chịu chung số phận như 80% diện tích đã chết khô kia. Và xem như cánh đồng này bị thiệt hại hoàn toàn. Tôi hôm nay là 28 ngày. Đó thì từ ngày sau hôm nay thì năm nay nước mặn nó quá nhanh. Nó chết mỗi một ngày càng nhiều. Bữa nay thì có chỗ nó chết 80%, chỗ 95%. Còn cái đồng riêng gì mấy bên này xài hữu cơ, ý phần lúa sạch á, thì nó chậm hơn chút xíu. Mà nhưng thực tế giờ cái nguồn nước kinh này tác lên không được. Nên những người có hộ mấy bên này, như ruộng bên này của tôi, là nó đã chết trước. Còn mấy bên này cái nước kinh bên kia nó hơi tốt hơn, tác lên lùa về bên này nó đỡ hơn. Nó cũng vẫn chết mà tôi biết nó phải chết chậm hơn thôi. Nhưng giờ thực tế lúa còn sống thì còn cứu thôi, chứ thực tế giờ cũng chưa biết là như thế nào. Bà Quỳnh Thị Hồng Tươi ở ấp Bích Trì có 1,5 công lúa tài nguyên chuẩn bị thu hoạch. Từ khi lúa làm đồng, do các cống đều đóng ngăn mặn nên không có nước vào ruộng. Đất nước nẻ, cây lúa chịu hạn, tuy không chết nhưng năng suất bị ảnh hưởng. Mình lúa mình bây giờ á hả đã thất bát á hả, từ hôm cỡ mới phát trổ lên tới nay là hả đồng mình đã khô hạn khoảng một tháng mấy nay rồi. Rồi á hả làm đồng cũng như là lúa nó đã thất nhiều á hả, rồi hả trong cái hả vụ mùa năm nay mình á hả không được trúng như hồi năm rồi. Lúa mình năm nay đã lép nhiều lắm, hộ không có no đủ hả, bị gì không có nước á. Nó thất hả hột quá, hột gạo nó không có được no như hồi đó hồi năm rồi. Biến đổi khí hậu làm cho thời tiết cực đoan, khó lường và diễn biến phức tạp đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo dự báo của ngành chuyên môn, từ nay và những năm tiếp theo, biến đổi khí hậu sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn, ảnh hưởng nhiều hơn. Nên để chủ động hơn trong sản xuất, bà con nông dân cần thay đổi tư duy, tập quán canh tác, thích ứng biến đổi khí hậu. Chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân nên chú ý một số điểm như sau. Đối với cây lúa thì bà con nên thăm đồng thường xuyên, là tưới nước là tiết kiệm, bằng pháp tiết kiệm là tưới khô nước xen kẽ trong cái giai đoạn lúa từ đẻ nhánh trở lên để hạn chế được cái lượng nước tưới trong cái điều kiện khan hiếm như hiện nay. Thứ hai là chúng ta nên sử dụng các cái loại phân bón lá và các cái có cái hàm lượng chung quy lượng như là kẽm magie, là silic, mangan để là tăng cường sức đề kháng và chống bốc thoát hơi nước cho cây trồng. Thứ ba là kiểm tra là đồng ruộng thường xuyên, đo là mực nước ở dưới
kinh cũng như trên ruộng để là có cái phát hiện cái độ mặn kịp thời mà ảnh hưởng đến cây trồng. Đối với cái vùng mà trồng cây ăn trái thì bà con nông dân nên là đắp những cái bờ bao xung quanh vườn để tận dụng cái nguồn nước ngọt, khi nào có nước ngọt thì mới là tưới cho cây ăn trái, và tuyệt đối không có sử dụng trái cuối trái vụ để làm ảnh hưởng cho những năm về sau. Đối với cây màu thì những vùng không có là nước tưới thì tuyệt đối không nên xuống giống trong cái vụ mùa đông xuân này. Để tiếp tục theo dõi tình hình hạn mặn, bà con nông dân có thể đến ngay Ủy ban nhân dân xã nơi mình cư trú cập nhật thông tin. Những chỉ số về độ mặn ở các cống, các con kênh ở địa phương nào sẽ được địa phương đó cập nhật từ xí nghiệp thủy nông huyện mỗi ngày 2 lần nhằm hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân chủ động cho việc sản xuất. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề khuyến nông của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.